em ngồi đi, anh xin em, anh nói đúng một tiếng thôi, đúng một tiếng thôi, anh không có lòng vòng nữa. Tôi không muốn nghe nữa, chia tay đi. Anh đồng ý chia tay, anh không có níu kéo em mà, anh không có níu kéo. Anh đừng nói gì nữa. Nhưng mà anh đang, vấn đề anh đang muốn nói với em là anh rất, nó rất là khó xử lý, nó rất là mâu thuẫn, nó không có logic, không có khoa học. Mắc mớ gì? Bây giờ anh hỏi em sao mà chia tay được? Sao mà không được? Anh có hai cái tay, em có hai cái tay rồi, giờ sao tụi mình chia? Chia được hết á, sao không được? Số chẵn mà, hai tay, hai bên là bốn tay, sao chia? À? Không lẽ giờ hai tay anh gắn qua hai tay em, rồi hai tay em đưa lại hai tay anh? Nó bất tiện lắm, nó không có sinh hoạt được. Rồi không lẽ giờ là lấy một cái bàn tay này, một cái cánh tay này đưa qua tay em, rồi lấy cái cánh tay em đưa qua tay anh. Rồi em có tưởng tượng là cái tay anh có cái tật xấu em biết mà, yêu nhau em biết mà. Anh có cái tật xấu anh hay bóc cướp mũi. Rồi cái tay này nó qua bên em rồi sao, không lẽ em con gái con đứa vậy mà cứ em cứ đứng cái lâu lâu em thò tay em móc cướp mũi rồi ta coi ra cái gì? Tôi không muốn nghe. Rồi cái tay em là tay phụ nữ. Lúc nào em giận anh em cũng trời ơi, không lẽ anh là con trai, bây giờ anh đi lên công ty anh là giám đốc mà anh ngồi nói chuyện nhân viên anh không có được. Đó là cái chuyện chia tay đó, cái chuyện chia tay là cái điều không tưởng, không thể nào anh và em chia tay với nhau được. Kệ anh, đường ai nấy đi đi, quên cái chuyện chia tay đi, đường ai nấy đi, đừng níu kéo nữa. Anh không níu kéo nha. Còn cái chuyện mà đường ai nấy đi nó cũng sai, nó cũng mâu thuẫn luôn. Mâu thuẫn cái gì? Bây giờ em với anh ở cùng một cái con hẻm cột rồi sao? Rồi bây giờ đường ai nấy đi là mạnh, đường em là đường em, đường anh là đường anh, rồi sáng sớm đi làm sao có một cái con hẻm mà một cái đường đi ra hai đứa đi làm mà. Rồi em không cho anh đi trên cái con đường của em, rồi anh không cho em đi trên con đường của anh, rồi sao hai đứa đi làm? Trời ơi, cái hẻm cục mà em nói vậy sao được? Cái chuyện đường ai nấy đi nó cũng vô lý luôn. Trời anh không có được. Anh nói được chưa? Anh xin nói có một tiếng, anh nói hoài á. Anh xin em nói thì sao? Anh xin tôi nói một tiếng à. Thì anh xin em nói một tiếng mà, một tiếng là 60 phút mà. Em không biết giờ giấc hả? Một tiếng là 60 phút, em coi cái đồng hồ coi nãy giờ anh nói được 10 phút chưa? TikTok có cho có 3 phút à.